Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Công an thành phố Huế ra quân đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. A Lưới giới thiệu đến người dân và du khách nhiều loài hoa của địa phương tại hội chợ hoa xuân 2019. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cùng với những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi, chương trình sáng nay thứ năm ngày 31 tháng 1 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, dự và phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã đồng hành cùng với tỉnh trong công tác tuyên truyền, phản ánh một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế. Khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ đổi mới hơn nữa trong cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cũng mong muốn trong năm mới 2019, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, truyền tải những thông tin liên quan đến công tác xây dựng Đảng, việc triển khai các dự án lớn về kinh tế xã hội, cả những mặt tích cực và vấn đề còn tồn tại hạn chế, đồng thời phát huy hơn nữa trong việc hiến kế, đề xuất những giải pháp để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh đề ra. Trao đổi và thông tin thêm về một số ý kiến của lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đề cập đến tiến độ công tác số hóa truyền hình, trăn trở liên quan đến đầu tư tác phẩm để tham gia các giải báo chí quốc gia, dự án làng thanh niên lập nghiệp ở A Lưới hay việc lãnh đạo một số địa phương ban ngành chưa chủ động kịp thời trong việc cung cấp thông tin. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn cũng lưu ý các cơ quan báo chí về một số nội dung định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng một số nội dung mới liên quan đến các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chiều qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu của Đảng bộ năm 2018, hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tham dự lễ tuyên dương có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông Nguyễn Quang Tuấn, bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong những năm qua, với chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy khối đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 13 đảng viên tiêu biểu được tuyên dương đợt này là các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác, là những điển hình tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và bản thân. Thông qua việc tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu sẽ góp phần tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, khích lệ động viên cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống của đảng bộ, tích cực phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra. Những thành tích được ghi nhận sẽ là động lực giúp các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân, đồng thời giúp đỡ các đảng viên trẻ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đảng bộ khối trong sạch vững mạnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh gồm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Tổng giám mục Huế, Chi hội Thánh Tin Lành, Hòa Đạo Cao Đài Vịnh Lợi Huế đã đến thăm chúc Tết Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung chủ trì buổi tiếp các đoàn. Tại buổi gặp mặt, đại diện chức sắc các tổ chức tôn giáo cảm ơn sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2018, nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân. Với những thành quả đã đạt được, đại diện các tổ chức tôn giáo bày tỏ sự tin tưởng, hy vọng tỉnh sẽ đạt được nhiều thắng lợi mới trong năm Kỷ Hợi 2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, đồng bào các tôn giáo, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vận động đồng bào các tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng sự phát triển chung của dân tộc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác, Công an thành phố Huế tổ chức lễ ra quân đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019.
Phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an thành phố Huế khẳng định việc tổ chức đồng loạt lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn nhằm tạo động lực và thể hiện quyết tâm cao của toàn lực lượng Công an thành phố. Trong dịp này, đơn vị đặt mục tiêu đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ trên cả 3 tiêu chí, đảm bảo không để xảy ra điểm nóng phức tạp về trật tự đô thị giai đoạn trước, trong và sau Tết. Để được ra quân đạt hiệu quả, lãnh đạo Công an thành phố Huế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền người dân, nâng cao ý thức giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông. Tập trung toàn bộ lực lượng phương tiện để tập trung kiểm tra xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, tổ chức ra quân lập lại trật tự tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán cũng là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong năm. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường công tác kiểm tra thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán. Phản ánh của phóng viên Huế Ngày Mới. Cơ sở chế biến thực phẩm nem chả của bà Hoàng Thị Tý ở địa chỉ Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, thành phố Huế bước vào mùa cao điểm Tết. Hàng ngày, cơ sở cung cấp ra thị trường số lượng lớn nem chả các loại. Đây là những sản phẩm được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Đây cũng là một trong tổng số 50 cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, phân phối thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nằm trong danh sách kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Vệ sinh An toàn Thực phẩm Liên ngành trong dịp cao điểm cận kề Tết Nguyên đán năm nay. Dạ cũng có về nhiều đoàn này chứ, cũng có đoàn ở chỗ 337 Phạm Văn Đống, rồi cũng có các cái đoàn khác ở trên chỗ phương là họ cũng có về khắc phục lái, vậy là vẽ là làm để cho kháng tráng là lái, vậy là làm ốp tương là lái cho sạch sẽ. Tôi thấy rằng đa phần thì các cơ sở là thực hiện tốt các cái quy định của nhà nước để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở nhỏ lẻ thì cái điều kiện cơ sở của nó chưa được đảm bảo theo như yêu cầu. Cho nên là bên phía đoàn cũng đã có nhắc nhở và để bắt khắc phục trước khi mà để sản xuất tiếp tục. Từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 vừa qua, Đoàn Kiểm tra Vệ sinh An toàn Thực phẩm Liên ngành gồm Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm và các thành viên là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 50 cơ sở cấp tỉnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, phân phối thực phẩm, đặc biệt chú trọng vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội như thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, hạt, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm, cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Song song với cái việc thanh kiểm tra các cái cơ sở sản xuất chế biến hàng cho thực phẩm Tết thì chúng tôi tăng cường các cái hoạt động truyền thông cũng như là các cái giám sát các cái bữa ăn trong các cái lễ hội lớn từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện, cấp xã. Thì cũng hy vọng rằng là qua cái hoạt động của ban chỉ đạo cho các đơn vị thì là sẽ để đảm bảo được an toàn cho người dân trong dịp Tết năm nay. Bên cạnh công tác kiểm tra, các lực lượng sẽ kết hợp với việc tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm đến người kinh doanh, người dân, góp phần đem lại sự yên tâm của người dân về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Theo Tổng cục Thống kê và Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách chủ yếu đến theo đường hàng không và từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản, Mỹ, Na Uy, Đan Mạch, Trung Quốc. Các thị trường này đều có xu hướng gia tăng, tuy nhiên cũng có một số thị trường giảm như Lào, Campuchia, Phần Lan. Đặc biệt, khách Campuchia đã giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng đầu năm nay, tổng thu từ khách du lịch đạt 56,5 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2019 tăng 0,1% so với tháng 12 năm 2018. Nguyên nhân là do nhiều mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán tăng giá. Cụ thể, CPI của nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,69%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,66%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,39%, mặt hàng rượu bia tăng từ 0,49 đến 0,88%.
Trong số các nhóm hàng nông sản, rau tươi tăng mạnh nhất với 2,51%. Ở chiều ngược lại, hai nhóm có CPI giảm nhiều nhất là giao thông và bưu chính viễn thông. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1 năm nay tăng 2,56% và lạm phát cơ bản tăng 1,83%. Chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 tới đây. Theo đó, có nhiều môn học mới trong chương trình học của nhiều cấp học như cấp tiểu học, có môn học mới là tin học và công nghệ, cấp trung học cơ sở, môn tin học trở thành môn học bắt buộc. Ngoài ra, môn lịch sử và địa lý, khoa học và tự nhiên sẽ có cách thức tổ chức mới. Cấp trung học phổ thông, học sinh được lựa chọn học theo nhóm khoa học xã hội gồm các môn giáo dục kinh tế và pháp luật, lịch sử, địa lý. Nhóm khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học. Nhóm công nghệ và nghệ thuật gồm công nghệ, tin học, nghệ thuật. Trở lại với những thông tin trong tỉnh, thưa quý vị và các bạn, những ngày nay tại huyện miền núi A Lưới, hội chợ hoa xuân đã được tổ chức với nhiều hoạt động và là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động sắc xuân vùng cao do Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức. Nhiều loài hoa của địa phương cũng đã được trưng bày, giới thiệu đến với người dân và du khách tại hội chợ hoa xuân năm nay, ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Những ngày này, tại trung tâm văn hóa huyện A Lưới, sắc xuân hiện hữu bởi hàng trăm loài hoa được vận chuyển từ khắp các nhà vườn trên địa bàn. Những loài hoa đẹp mang sắc màu của núi rừng được các chủ vườn lựa chọn kỹ lưỡng, khoe sắc tại hội hoa năm nay. Dù mới được bày bán, nhưng khu vực chợ hoa đã thu hút được nhiều người dân và du khách đến thưởng lãm sắc hoa vùng cao nơi đây. Em thấy là hội chợ hoa ở đây là rất là đẹp, mang đậm bản sắc vùng cao và hội chợ hoa rất là ý nghĩa, làm cho người dân là cảm thấy có hào hức, có niềm vui khi báo hiệu một mùa xuân này đang về. Hội hoa xuân năm nay quy tụ nhiều loài hoa khác nhau với đủ chủng loài, màu sắc như các loài cúc vàng, lily, cát tường, tulip. Đặc biệt năm nay, các chủ vườn trong huyện lại thêm vui tươi khi đã trồng thành công hai giống hoa mới có giá trị là hoa lily và hoa tulip. Giá bán mỗi loài từ 40 đến 50 nghìn đồng một bó hoa ly, 70 đến 80 nghìn đồng một chậu tulip. Với các chủ vườn nơi đây, việc bày bán không chỉ kiếm thêm thu nhập mà còn là sự hào hức giới thiệu tới du khách sản phẩm hoa A Lưới. Nay thì đây là mình nhà vườn, mình trồng ra thì gần như năm nay trồng được qua ly và các loại cúc với hoa tulip với các tường. Rồi những loại hoa này để mong muốn là để cho những người dân là biết là A Lưới mình đã có những loại hoa đặc như đặc sản như rớ để ủng hộ cho thôi. Hội chợ hoa xuân năm nay nằm trong hoạt động sắc xuân vùng cao, đã quảng bá giới thiệu tới người dân và du khách về các loài hoa của địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch cũng như nghề trồng hoa trên địa bàn. Thông qua phiên chợ này thì huyện A Lưới muốn quảng bá và giới thiệu đến người tiêu dùng là A Lưới có thể trồng thành công và trở thành hàng hóa các loài hoa, đặc biệt là hoa tulip. Trong cái hướng sắp tới thì huyện đang xây dựng cái đề án biến A Lưới trở thành một cái trung tâm trồng rau và trồng hoa của cả tỉnh, đặc biệt là phải làm được những cái sản phẩm mà chỉ có A Lưới phải có được. Một mùa xuân nữa lại về trên huyện miền núi A Lưới, lòng người lại thêm rộn ràng trong những sắc màu rực rỡ của muôn loài hoa, xen lẫn niềm vui của bà con nơi đây về một vụ hoa thành công. Để những sắc hoa tươi thắm hòa cùng với lòng người chào đón một năm mới tươi vui đầm ấm. Phường An Đông, thành phố Huế vừa tổ chức chương trình Tết vì người nghèo với nhiều hoạt động ý nghĩa, chia sẻ những khó khăn với người nghèo trên địa bàn. Chương trình diễn ra với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn như hội thi gói và đậu bánh chưng bánh tét, làm mứt gừng, các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ với sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Nhiều phần quà từ cuộc thi và của các nhà hảo tâm đã được ban tổ chức trao tận tay cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 21 tổ dân phố. Tổng trị giá bánh và quà khoảng gần 75 triệu đồng. Chương trình Tết vì người nghèo phường An Đông lần thứ nhất năm 2019, ngoài ý nghĩa duy trì và phát huy các giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền dân tộc, còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, tạo tinh thần đoàn kết, không khí thi đua sôi nổi giữa bà con nhân dân trong phường. Hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc Công an tỉnh và Thanh đoàn Huế đã ra quân tổng dọn vệ sinh, làm mới cầu Trường Tiền, chào đón xuân mới Kỷ Hợi 2019. Lực lượng đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã cùng dọn dẹp, gỡ các tờ quảng cáo rau vặt, rêu phong để làm mới cây cầu. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng điều động các xe cứu hỏa xịt nước để công việc được nhanh và hiệu quả hơn.
Đây là hoạt động trong phần việc thanh niên, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ các đơn vị trong việc chung tay xây dựng đô thị Huế ngày càng văn minh sạch đẹp và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, không rác thải được Ủy ban dân tỉnh phát động trong thời gian qua, đã lan tỏa rộng khắp ở các địa phương, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Những thông tin cụ thể về thời tiết cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rìa tây nam không khí lạnh suy yếu nên ngày trời nắng, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, có gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.